Xin chào các bạn, hôm nay sắp giới thiệu cho các bạn cái đèn này. Cái đèn này sẽ để trên cái màn hình của laptop hoặc là trên dàn máy PC để hỗ trợ ánh sáng cho các bạn khi mình làm việc ban đêm á, ánh sáng sẽ tốt cho mắt hơn. Thì đây là cái hộp của sản phẩm. Vì cái khung hình nó có giới hạn á, cho nên các bạn thông cảm chịu khó mình đưa qua đưa lại cái hộp này cho các bạn xem nha. Đó, đây là cái hộp đèn của hãng 3CS và bộ sưu tập của nó đây. iWork Series. Đó, cái hộp nó sẽ dài như thế này nè các bạn. Tên của thương hiệu đó, 3CS. Rồi xung quanh ở đây thì là những cái tính năng của cái đèn để laptop này đó. Các bạn nhìn thấy nó sẽ sử dụng cái cổng USB. Lát nữa mình sẽ nói rõ hơn về cái tính năng đó. Và cái ánh sáng của nó rất là tốt, hỗ trợ cái phần mà khi các bạn đưa cái hình ảnh qua, thường thì những cái ánh sáng đèn các bạn đưa cái camera lên thì các bạn sẽ thấy nó chớp tắt, thì cái này nó sẽ không bị cái tình trạng đó nha. Và nó có ba cái ánh sáng đèn, lát nữa mình sẽ nói rõ về cái đó cho các bạn xem. Đó, đây là cái hộp mà hãng họ quảng cáo là để trên cái dàn PC, thì cái đèn nó sẽ để đây nè các bạn, ánh sáng nó sẽ dội xuống cả cái bàn phím và cái màn hình luôn đó. Thì hoạt động của cái đèn nó như thế, và nó có thể điều chỉnh ánh sáng từ từ nhỏ tới ánh sáng sáng rực luôn nha các bạn. Đây là thông số của cái hộp này, để mình zoom lại xíu cho nó rõ nha. Đó, rồi các bạn thấy rõ chưa? Ở trên này thì họ ghi là cái đèn này sẽ sử dụng nguồn điện là 5W. Với cái nguồn điện 5W này các bạn có thể ghim vào trong cái cổng của laptop hoặc là dùng những cái cục gốc nhỏ nhất luôn, 1A, thì các bạn đã xài được cái đèn này rồi, không cần phải qua cái nguồn điện 110 hay là 220. Nguồn điện này rất là an toàn nha các bạn, chỉ có 5W thôi, và ánh sáng của nó là 2900 lên tới 5000. Đó, kích thước của nó thì khoảng nửa mét thôi. Trọng lượng thì nửa ký, 500g. Rồi, bỏ qua cái thông số này đi. Mình sẽ nói về cái đèn là chính. Thì ở đây nè, mình đã gắn cái đèn này trên cái laptop rồi. Mình không có dàn PC nên mình sẽ dùng ở trên cái laptop nha các bạn. Đây là cái đèn của mình nè. Đó, nó khoảng nửa mét, rất là gọn. Khoảng nửa mét nha các bạn. Đây là cái chân nó bằng sắt, và ở trên này họ cũng để một cái thông số của hãng luôn. Đó, thì cái đèn cái chỗ này nè các bạn có thể bẻ tới bẻ lui, bẻ làm sao để cho nó phù hợp thôi. Ví dụ như các bạn không để trên cái màn hình của cái laptop này thì các bạn có thể để trên cạnh bàn hay để trong cái vị trí nào đó các bạn thích thôi. Cái phần này nè nó nặng, nó sẽ giữ lại ở đây. Cái đèn này không dùng pin nha các bạn, nó sẽ ghim cái nguồn điện trực tiếp vào trong cái cổng USB-C này luôn. Cái cổng của nó là cổng USB-C và không dùng pin dự phòng, nó sẽ sử dụng cái nguồn điện trực tiếp luôn, có điện thì nó mới sử dụng được. Thì các bạn phải sử dụng chung với lại cái laptop hoặc là ghim vào pin dự phòng. Rồi, đây là cái mạch đèn nè các bạn, cái mạch đèn của nó nè. Đó, rồi mình sẽ để cái này thử lên cho các bạn xem lại nha. Do cái không gian của mình nó quá chật cho nên là các bạn thấy nó hơi lượm thượm. Chứ nếu mà các bạn để trên cái dàn PC hoặc là trên cái bàn cố định đó, các bạn sẽ thấy là nó rất là cứng, không có bị rung rinh, không có bị sụp xịt gì hết. Các bạn cứ để im vậy rồi thao tác gõ bàn phím ở trên đây thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ làm cái này cho các bạn xem. Ở bên hông này nè, ngay vị trí đây, nó có một cái nút nguồn. Nó có một cái nút nguồn và cái phần này nó có thể xoay nha các bạn, để điều chỉnh ánh sáng. Bây giờ mình sẽ ghim cái nguồn điện vào trong cái cổng USB ở đây. Các bạn có thể sử dụng cổng C, cổng USB-A hay là bất cứ cái cổng nào, miễn là nó có nguồn điện là được, không có cần thiết là phải có cái cổng gì. Và bản thân cái đèn này trong cái hộp họ cũng tặng kèm cho mình cái sợi dây cáp luôn. Các bạn có thể lấy sợi dây cáp đó để xài trực tiếp trên cái laptop hoặc trên dàn PC của các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy cái màn hình của mình nè. Chờ mình tí xíu nha. Đó, đây là cái giao diện laptop của mình ha. Đây là website của mình nè.
phuongvshop.com. Rồi bây giờ mình sẽ để lại cái giao diện tối cho các bạn dễ nhìn. Tắt cái đèn giùm đi. Mình tắt đèn ánh sáng trần nhà nha các bạn. Đó, các bạn thấy không gian làm việc tối nó sẽ như thế này. Thì khi các bạn làm việc, các bạn sẽ không thấy cái bàn phím ở trên này, hoặc là ánh sáng nó quá tối nó sẽ làm hư hại mắt của các bạn. Mình mua cái đèn này về, mở cái đèn lên nè, nhấn một cái thì ánh sáng đèn của nó bây giờ đang là cái mức ánh sáng xanh. Mình bấm một cái nữa, nó sẽ chuyển thành màu vàng. Các bạn thấy ánh sáng nó đẹp không? Rồi mình chỉnh một cái nữa, ánh sáng của nó sẽ ra cái kiểu khác. Đó, rồi các bạn muốn nhấn giữ nó thì các bạn nhấn, các bạn muốn tắt cái đèn thì các bạn nhấn giữ. Đây là cái ánh sáng của cái máy tính không có đèn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bật lại nè, nhấn giữ, nhấn cái thôi, không cần giữ, khi nào tắt mới giữ nha. Rồi, thêm một cái tính năng của nó nữa nè. Các bạn đang thấy ánh sáng nó sáng quá, chói mắt các bạn. Các bạn xoay, chỉnh cái nút nè. Đó, ánh sáng nó đang sáng, mình sẽ trả ngược lại. Ánh sáng nó tối dần, các bạn thấy không? Đó, nó dịu hẳn xuống luôn. Đó, nó dịu hẳn xuống luôn nha các bạn. Rồi bây giờ sáng hơn nè. Nếu như các bạn xài laptop hoặc là PC mà làm việc vào ban đêm á, mà không muốn ảnh hưởng tới người thân á, thì các bạn mua cái đèn này về, không cần phải bật cái đèn nhà hay là cái đèn của các bạn làm việc. Các bạn chỉ cần gắn cái đèn này lên thôi, là một mình bạn có thể làm chung với cái không gian của cái máy tính mà không cần phải lo hư hại mắt. Đó, đó là đặc trưng của cái đèn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ánh sáng đèn nhà lên cho các bạn xem nha. Nếu mà có ánh sáng đèn nhà thì cái hình như vậy nè. Ở ngoài thực tế các bạn sẽ thấy rõ trên này nó có cái đèn. Đó, cái tay của mình nè. Còn nếu mà các bạn nhìn qua video, các bạn sẽ không thấy ánh sáng nó sáng đâu. Mình sẽ chỉnh theo cái tay nha, các bạn nhìn cái tay của mình nè. Đó, các bạn thấy cái tay của mình nó dịu lại không? Đó là cái màu sắc của nó dịu lại bớt. Thì mình thấy cái đèn này nó cũng hay đó. Phương Vi Shop thì không có bán cái đèn này. Mình mua về, mình trải nghiệm và mình chia sẻ cho các bạn xem. Nếu như các bạn có nhu cầu mua cái này, các bạn có thể gõ tìm kiếm cái từ khóa là Baseus iWork, là tên của cái bộ sưu tập của cái đèn này các bạn. Nó có thể bán ở trên Lazada hay Shopee hay là mấy cái cửa hàng khác. Các bạn có thể tham khảo trên Google nha. Mình chỉ review về những cái sản phẩm mà mình đã từng xài thôi. Rồi bây giờ nếu mà muốn tắt thì các bạn nhấn giữ cái này. Nhấn giữ khoảng 3 giây thôi là nó tắt rồi. Rồi các bạn dẹp thì cũng gọn gàng lắm. Dẹp lại. Đó, rồi xong bỏ vô hộp hoặc là để trên bàn, bữa sau xài tiếp. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu mà các bạn thấy những cái clip này á thiết thực và giúp cho các bạn có thêm những cái kinh nghiệm mua hàng thì nhớ like ủng hộ mình. Mình sẽ làm thêm những cái tiếp về cái sản phẩm khác cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn nha.